Xin chào mọi người. Rồi bên bữa nay mình sẽ mọi người nha, mình sẽ đi lại nhà chị Thơ. Thơ cha đi đường đó không được á cha. Đi lên đường đó đó. Đi đường nào, thấy đường này. Mẹ thì đi đường này đi, mẹ đi đường đó, mẹ leo lên. Phải lên cái bậc đó. Ok. Hai hủ tiếu. Thích. Ủa đóng cái cửa dưới cha, đóng chưa? Rồi. À đóng cửa dưới. Rồi, em tắt nhạc chút kiếm nha. Bác xui ăn này chứ ăn. Chắc giờ chưa có buổi đâu. Cái dạ răng này đi ăn luôn tiếu ngon. Không mấy bạn tiếu được rồi. Tiếu. Vô trong ăn tiếu đi, ngồi ngoài đi để nhân em lì ở trong mà. Buổi không? À cái vụ ở nhà xong làm giống như anh Lâm vậy hả, thôi cái vô cái ấy này nè. Cái kinh hoàng về mà để về cho được cái gió bay. Nhưng mà cái ổ cái này hay giống thịt thôi. Để vậy nhưng mà cái vụ kia nó dính là sao được? Giống thịt ha, giống thịt này ha. Không phải nhưng mà mắc cái vụ kia. Cái vụ bự thì sao đưa cái vụ này lên được. Cái này là vụ bự mà. Vụ bự. Cha màu, cha biết mà ăn kem không? Nó có lỗ gì. Thôi ta ăn cô tiếp. Ok. Muốn làm tôi làm cho nó cái gì bay nó làm cho đừng bay ở nhà mà có cái có gái mà. Chia. Oh no. Cũng được hen. Đẹp. Có lý không thôi. Bữa hổm tiệc ăn ngoài sân này hả? Lần đầu tiên á. Nguyên mùa hè lần đầu tiên ra. Đi làm suốt rồi đâu rồi không rồi. Con về, này đầu tiên hay ăn bà thôi, không uống đâu. Thì đâu ăn đỡ miếng cá đi Hoàng, đuổi gùi vô chứ Hoàng. Ăn đi. Anh làm hủ tiếu cho. Bạn Thơ ngồi đó ăn đi rồi tôi làm hủ tiếu. Tao với Bo chở hai xe cho về ăn. Lúc mà về đổi màu. Nói lên ai thấy về nhuộm lại. Ủa sao con thấy màu đen rồi. Chụp sao ra màu tím mới ghê. Nhà này ở trên cao luôn, không sợ lũ lụt. Không sợ lũ lụt. Cao quá cao. Chụp với ai? Chụp với ai? Chụp mình thôi. À chụp mình anh hả? Tưởng cầm chai rượu, cầm chai nước tương lên. Ở đây gọi ta khui đi rồi chế. Trời ơi, chơi nghĩ sao? Nhưng ta cũng biết cái chai nước tương ra. Oh my god, mắc cười. Chơi rồi chính ra để cho ông ngoại chụp này sao không? Chưa rồi tránh ra để cho ngoại nè, trên nè. Chưa rồi tránh ra để ngoại chụp mình lên, núp xuống. Thì đứng kế ngoại chứ gì đâu. Cười lên. Rồi. Rồi mày đăng cái phim. Rồi nghe băng đi rồi im lại ngủ à. Hiểu à. Ờ ngủ đi, nó ngủ đi ra ăn đi. Tranh thủ. Tranh thủ ăn. Ngoại ngoại hủ tiếu. Tiểu Bình Thấm này. Tiểu Bình Thấm. Xin mời. Người ai lại làm em đó ngủ đó. No rồi đó ngủ. Hình như bên Mỹ này cái nhà nữ không có cái xanh này. Nó tiền cái chứ nhìn nhà đâu. Cái nhà bán gì. Còn em nhỏ nữa. Tôi nhỏ hả? Ok. Nó giờ nó hỏi ủa còn con đâu kìa. Có liền, con muốn tô lớn. Muốn tô lớn nó bắt Lâm nha. Đi vô. Tôi bằng luôn không? Chỉ có đi ăn. Không? Vô ăn gì chỉ bắt ăn Lâm. Gì chỉ bắt Lâm lấy đây, nào, đây. Vô chỉ có ăn món gì chỉ bắt Lâm lấy kìa. Thì vô chỉ đi con muốn tôm, muốn trứng hay là gì á. Con chơi là nguyên cái nồi bự á. Không còn miếng nào trơn á, con thắng xong rồi con còn sấy lại cái nữa mà. Cho con tép mỡ không? Mỡ không? Cả để 1-2 tháng nó vẫn giòn. Cái lũa chém có nè bác.
rồi ăn đi chấm. Để muối đây. Gì con? Hả? Gì vậy? Không không. Ăn quá là nhiều trời. Rồi mai đi ăn lòng không? Ừ. Con người lắm. Người sao? Nó kêu giống như con ong. Nó xưa cũng phải khán giá này. Trời ơi, nó chấp con bé ngủ mà. Vậy bà ngoại không ăn, mẹ không ăn, con mới ăn. Con ăn đây rồi, con ăn đây rồi. Tiễn đồ tiễn ra đúng như vậy. Anh ít à. Cái mì à. Mỗi lần có sức đi nhậu á. Cái mì à. Cái mì à. Đi bò, đi theo đi bò đi. Cho con gánh mẹ đau con cả lòng mẹ đau gánh con biến ngày xưa mẹ gánh mẹ đau đường đời sương gió mịt mù thì con hát lòng à, tôi xin hát ông bạn qua cơn mê. Không có gục gì, bài này cũng được hết á, nhưng mà bài này gục nhất phải không? Nó vui vui. Vui vui, vẫn mê và vui, vui chỗ nào? Quang mê. Đúng rồi. Con nói thiệt quá nghe, hồi xưa mà nó bán cái nhà mà cho hai chào con khóc đừng tình lại không ngủ. Bây giờ không có tiền trả. Trời ơi trời, con nói thiệt quá nghe, nói nhớ lại cái thời đó mà. Con ở Mỹ nghe mấy năm không sợ. Ồ, hồi đó con mới qua Mỹ đó, con năm thứ năm mà. 4 năm mấy. 5 năm mà, thành ra đâu có tiền trả đâu, con sợ lắm. Con nói thiệt quá. Chạy ra cho nó, mà sao nó không bán á, thằng này nó khùng hơn nhiều, nó bỏ nhà lên mà không bán, tới tiền nó bán xong hai chồng ngồi khóc. Nó trời trời nó bán rồi xong rồi có thêm mình trả. Còn nói bác hai vàng nè. Thứ bảy, dạ thứ bảy đừng tới đi, thứ bảy đừng tới. Cái người ăn nhậu nó khác. Thứ bảy tới. Thứ bảy đừng sao. Chỉ có thứ bảy thôi. Hải không? Ờ, chỉ có thứ bảy thôi. Chỉ được rồi, Nguyên Tình nói khỏi đi. Nói sao cho nó hết đi. Hôm qua nay quá vui.